Trong một khu phố nghèo và bẩn thỉu ở Hàn Quốc, có một người đàn ông vô cùng kỳ lạ. Anh ta ở một mình và rất ít khi nói chuyện, nhưng những người ở khu phố đều sợ anh ta, bởi vì, bạn hãy thử nhìn vào tay anh ta, trên mu bàn tay có những vết chai, dường như rất quen với việc đánh đấm. Càng kỳ lạ hơn là anh ta tỏ ra rất lễ phép, một bà cô buông lời trách mắng, anh ta lại rất ngoan ngoãn nghe theo. Người đàn ông đó tên là Cha Tae-sik, những người xung quanh đều đồn đại anh ta là xã hội đen, gân tay đã bị cắt đứt và là người không hiểu đạo lý. Nhưng điều lì lạ nhất chính là giác quan thứ 6 của Tae-sik. Nhà của anh ta ở dưới một tầng hầm, mỗi lần quay về đều là một màn tối bao quanh, nhưng chỉ cần nhìn chăm chú vào bóng tối một lát, một bé gái từ trong bóng tối đi ra. Somi là người duy nhất dám đến gần Tae-sik, không những vậy mà ngày nào cũng bám theo phía sau anh ta, nói chuyện linh tinh, chuyện trong lòng và cả những chuyện phiền não. Tae-sik không trả lời Somi, cũng không cho cô bé vào nhà, nhưng khi biết Somi không có cơm ăn, lại lặng lẽ làm cơm cho cô bé. Sau đó, mẹ Somi đến tìm, cô bé không muốn gặp mẹ mình nên đã nhờ Tae-sik giúp đỡ. Tae-sik đành đồng ý. Mẹ của Somi, Hyo-je, ông đứng bên ngoài nói chuyện, cứ nói mãi rồi lại bắt đầu chọc ghẹo Tae-sik. Nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy người đàn ông này cũng khá đẹp trai, chỉ là anh ta không hề có hứng thú với phụ nữ. Somi chưa từng kể về mẹ mình, nhưng Tae-sik vừa nhìn qua gương mặt và thần thái của Hyo-je ông thì đã nhận ra cô ấy là một người nghiện ma túy, ăn chơi sa đọa, chìm đắm vào dục vọng và tội ác. Cô bé Somi đáng thương ngày ngày phải sống trong nỗi cô đơn và sợ hãi nên rất cần tình yêu của bố và cảm giác an toàn. Một hôm, Somi bị bắt bạt nên đã cầu xin Tae-sik giúp mình, nhưng anh ta lại từ chối. Somi cảm thấy tổn thương, nước mắt tuôn rơi, nhưng cô bé lại nói cháu sẽ không ghét chú, nếu đến chú mà cháu cũng ghét thì cháu sẽ không còn ai để thích nữa. Đúng tối hôm đó, Somi về nhà, nhìn thấy mẹ mình bị một người đàn ông đáng sợ trói lại, anh ta dùng máy sấy tóc nóng để hơ vào chân Hyo-je ông. Đám người này là những kẻ buôn bán ma túy vô cùng độc ác, Hyo-je ông đã trộm ma túy của bọn chúng nên chúng đến đây để đòi lại. Cô ta không thể chịu đựng được màn tra tấn này nữa nên đã khai ra nơi cất giấu số ma túy đó. Ban ngày Hyo-je ông đã giấu số ma túy đó trong chiếc túi đựng máy ảnh ở tiệm cầm đồ. Khi Tae-sik về nhà, vừa bật đèn lên đã nhìn thấy hai tên lưu manh trong nhà. Ju-chi rút dao ra ép anh phải giao đồ. Tae-sik bình tĩnh đưa cho chúng ví tiền của mình. Hắn ta bỗng nhiên cười lớn. À, này, mày nghĩ tao là cướp sao? Ju-chi ngây người. Tên béo bé tiến lên phía trước. Sau đó, cửa sổ đã bị vỡ, tên béo nằm bất tỉnh trên đất. Tuy nhiên, dù Tae-sik có lợi hại đến đâu cũng phải lo lắng khi biết Somi đã bị bắt. Theo yêu cầu của những tên bắt cóc, Tae-sik đưa túi máy ảnh cho bọn chúng. Bên trong quả nhiên có hàng, mặc dù bọn chúng đã lấy được hàng nhưng hắn vẫn đưa theo hai mẹ con Hyo-je ông đi, mục đích để uy hiếp Tae-sik phải đi giao hàng cho mình. Vì cứu Somi, Tae-sik đành làm theo lời chúng. Tae-sik lái xe mang hàng đến địa điểm được chỉ định, nhưng anh ta không hề biết rằng đây chính là một âm mưu. Người nhận hàng là một lão đại khác. Khi ông ta vừa nhận được hàng, thì cảnh sát đến nơi, chính là đám người của Man Seok đã báo cảnh sát, bọn chúng chính là đối thủ cạnh tranh của ông trùm này. Lần này bọn chúng có thể xử lý được cả hai người là ông trùm và Tae-sik. Như vậy, Tae-sik đã biến thành một quân cờ của hắn. Ông trùm biết mình bị trúng kế, lập tức lái xe bỏ chạy. Tae-sik lập tức lái xe đi chặn ông ta lại. Hai chiếc xe va chạm mạnh với nhau và đều bị hỏng. Cốp xe của Tae-sik cũng bị va chạm mạnh mà bật ra. Tae-sik bước xuống xe, đã ngây ngốc mở to hai mắt đứng nhìn, cứ nhìn chằm chằm vào cốp xe. Từ cảnh sát cho đến Tae-sik, tất cả mọi người kinh hãi. Bên trong là xác chết của một người phụ nữ, tất cả mọi cơ quan trên cơ thể đều bị cắt mất, từ nội tạng cho đến hai con mắt. Cô ấy chính là Hyo-je ông, người bắt cóc hai mẹ con cô ấy, chính là nhóm buôn bán nội tạng người mới nổi gần đây. Lúc này, Somi đang bị giam giữ trong hang ổ của chúng. Tae-sik nhất định phải đi cứu cô bé, nhưng trước hết, anh ta phải trốn được khỏi đồn cảnh sát. Cuối cùng nghề nghiệp trước đây của Tae-sik cũng được phát huy tác dụng. Khi cảnh sát quay lại, phát hiện những cảnh sát ở đó đều đã bất tỉnh. Sau khi kiểm tra camera giám sát, họ phát hiện chính Tae-sik đã làm chuyện này. Từ phòng điều tra đến cửa ra vào, hạ gục tất cả những cảnh sát đang canh gác chỉ mất 4 phút 30 giây. Cảnh sát lập tức điều tra thân phận của Tae-sik, cuối cùng tra ra Tae-sik trước đây từng là đặc công xuất sắc của cục tình báo Hàn Quốc. Làm thế nào mà một khu ổ chuột nghèo nàn như vậy lại là nơi ở của một người xuất sắc như vậy? Lúc này, Tae-sik thông qua đường mạng lưới tội phạm, đi lên từng tầng một và tìm đến tên tội phạm có nhiều liên lạc với tổ chức đó nhất. Chỉ sau vài động tác đã nhanh chóng hạ gục những tên đàn em của hắn. Tên tội phạm sợ hãi khai ra hành tung của tổ chức buôn bán nội tạng đó. Tối hôm đó, Tae-sik đến hộp đêm thì đã chậm một bước, hai tên đại ca đã rời đi, chỉ còn lại một mình Ju-chi, hắn ta đang say mê một cô gái trong đó. Ju-chi nhìn thấy Tae-sik bước đến với sát khí đầy mình vô cùng sợ hãi, hắn ta lại rút dao găm ra, lại lần nữa không tự lượng sức mình tấn công Tae-sik. Thông qua Ju-chi, Tae-sik biết được Somi vẫn chưa chết, đang định đưa hắn ta đi thì tên sát thủ Ram Ro-eun của tổ chức xuất hiện. Hắn tiến vào nhà vệ sinh, Tae-sik bất ngờ ra tay, làm rơi khẩu súng trên tay hắn. Hai bọn họ đấu tay không với nhau, thân thủ của Ram Ro-eun cũng rất tốt, hắn đã nhặt lại được súng.
Ram Rowan bỏ chạy, Tae-sik đuổi theo. Trong hộp đêm náo nhiệt ồn ào, hai người đối mặt với nhau trong đám đông. Mày có dao găm, tao thì có rìu. Một trận chiến đẫm máu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trước khi hai người bắt đầu trận chiến thì ông trùm của tổ chức lại đến ngăn Ram Rowan lại. Hắn ta nhìn Tae-sik một cái sau đó bỏ lại một chiếc điện thoại và chạy đi. Tae-sik nhặt lấy điện thoại và đuổi theo, nhưng vừa rồi anh ta đã bị trúng đạn nên không thể đuổi theo được nữa. Tae-sik trộm một chiếc xe, trên xe nhận được điện thoại của Man Seok. Tae-sik hỏi hắn tại sao mày giết mẹ của Somi. Hắn ta nói dùng mạng cô ta để cứu ba mạng người. Tae-sik lại hỏi vậy cô bé đó đâu, mày đã không thể gặp lại con bé được nữa rồi. Tae-sik nổi cơn tức của bọn mày chỉ biết sống cho ngày mai phải không cái gì. Những thằng sống cho ngày mai sẽ bị những thằng chỉ có hôm nay giật tơi tả. Vết thương không ngừng chảy máu, Tae-sik tìm đến nhà một đồng đội năm xưa nhờ trợ giúp lấy viên đạn ra. Cả quá trình không có thuốc gây tê khiến Tae-sik đau xé tâm can. Trong lúc đau đớn, Tae-sik chợt nhớ về những chuyện trong quá khứ. Tae-sik vừa nghỉ hưu, có một người vợ mà anh yêu sâu đậm, một đứa con sắp chào đời, nhưng kẻ thù trước đó đã tìm đến và giết chết cô ấy, cướp đoạt đi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Đến nay, Tae-sik đã không còn lại gì cả. Anh không hy vọng đến ngày mai, vì vậy cũng chẳng sợ hãi điều gì, nhưng những tên buôn bán nội tạng độc ác này lại có rất nhiều lo lắng và mong đợi. Như vậy bọn chúng đều sẽ cảm thấy sợ hãi, một khi sợ hãi, chúng nhất định sẽ thua cuộc. Tae-sik dùng dao cắt bớt tóc đi. Tae-sik dần dần lấy lại được vẻ sắc sảo trước đây của mình, khoác lên mình bộ vest đen, cầm theo súng, ra ngoài tìm kiếm tung tích của đám bắt cóc. Từng là một đặc công, vận dụng kỹ năng điều tra của mình, rất nhanh Tae-sik đã tìm ra hang ổ của bọn chúng. Ở đó, Tae-sik nhìn thấy tên Jong Se-ok, hắn ta đã từng giết vô số mạng người, sản xuất ma túy, buôn bán nội tạng. Tae-sik xuất hiện sau lưng một tên lưu manh. Những người khác thấy động tĩnh lập tức bước ra. Jong Se-ok bỏ chạy, nhưng vẫn bị bắn trúng. Từ trong bóng tối, Tae-sik từ từ lộ diện, ném Jong Se-ok vào tường giống như ném một đôi giày. Tae-sik nhẫm lên người hắn ta, trói hắn lại, sau đó gọi điện thoại cho Man Seok, ép hắn giao Somi ra nếu không sẽ giết chết em trai hắn. Nhưng hắn ta quả thật là một tên độc ác, dù lo cho an nguy của em trai mình nhưng vẫn không dám làm theo, chỉ có thể nói địa chỉ của mình cho Tae-sik. Vừa cúp điện thoại, Man Seok lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ đi xử lý Somi. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Ram Rowan đột nhiên nhớ ra, vài ngày trước, cô bé này đã nhìn thấy vết thương trên đầu của anh ta, Somi đã giúp anh ta dán băng Ergo lên đó. Lúc này, Tae-sik đang hành động rất nhanh, cho nổ tung cả hang ổ của chúng, cùng không hề thả Jong Se-ok ra, mà bắt hắn ta phải chịu sự trừng phạt. Tae-sik gọi điện cho cảnh sát, nói bọn họ đến đón những đứa trẻ ở đây, sau đó một mình đi cứu Somi. Khi Tae-sik đến địa chỉ của Man Seok, hắn ta đang ở đó cùng hơn chục tên đàn em. Man Seok nói đứa bé mày muốn đã chết rồi. Tae-sik nghe thấy vậy vô cùng giận dữ. Tae-sik đột nhiên rút súng ra, bắn chết tên bên cạnh. Những viên đạn của Tae-sik bay ra như mưa, nhanh chóng bắn chết vài tên ở đó. Mặc dù Ram Rowan cũng nổ súng đối đầu với Tae-sik nhưng vẫn không thể tránh được những phát súng của Tae-sik. Đạn đã bắn hết rồi, một tên cầm vũ khí lao đến tấn công Tae-sik. Tae-sik nhanh chóng hạ gục từng tên một. Khi anh cướp được một con dao thì căn phòng này lập tức trở thành một lò giết mổ. Vài phút sau, tất cả những tên độc ác đều chết trên vũng máu, chỉ còn lại mình Ram Rowan. Hắn ta là một người rất tự phụ, đặt súng xuống, rút dao găm ra. Hai người đàn ông, hai con dao, từng nhát dao xuyên về phía đối phương. Dù tức giận nhưng Tae-sik vẫn không hề mất đi lý trí. Anh ta càng trở nên nhanh và mạnh hơn. Cuối cùng dồn Ram Rowan vào tường, từng nhát dao lao đến, giết chết đối thủ. Lúc này, Man Seok đã đến bãi đỗ xe. Tên thuộc hạ tham lam muốn lấy ít tiền nhưng lập tức bị bắn chết. Đến lượt Man Seok, Tae-sik nổ súng bắn thủng lốp xe của hắn. Hắn mất lái đâm vào chiếc xe phía trước. Man Seok biết mình không thể chạy thoát được nữa, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Hắn tha bị cảnh sát bắt cũng không muốn rơi vào tay Tae-sik. Tae-sik mang theo sát khí ngút trời từ từ bước đến, trèo lên đỉnh xe, nổ súng bắn xuống, nhưng viên đạn không bị lọt vào trong. Thì ra đây là một chiếc xe chống đạn. Man Seok ngồi trong xe liên tục chế nhạo, cảnh sát đến rồi, mày nhất định sẽ chết. Tae-sik không nói gì, chỉ tiến gần đến đối phương, đặt súng ngắm chuẩn về phía Man Seok, liên tục bắn vào một vị trí. Sau 10 phát súng, chiếc xe chống đạn bị thủng một lỗ, vẫn còn một viên đạn cuối cùng. Man Seok sợ hãi hét lớn. Ngay sau đó, một viên đạn bay xuyên qua đầu hắn. Cuối cùng Tae-sik cũng báo thù được, nhưng Somi thì đã chết. Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì. Tae-sik bước xuống, từ từ giương súng lên, ngắm vào đầu mình. Đột nhiên, Tae-sik nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, là Somi. Cô bé vẫn sống. Thì ra tên sát thủ Ram Rowan vẫn còn lại chút lương tâm. Hắn đã giết chết tên bác sĩ và thả Somi ra. Tae-sik nói Somi đừng đến gần, anh sợ cô bé sẽ dính máu. Nhưng cô bé vẫn chạy đến, ôm chặt lấy Tae-sik và khóc lớn. Người đàn ông lạnh lùng này cuối cùng cũng rơi nước mắt. Một người đàn ông chính là như vậy, dù có chảy bao nhiêu máu cũng tuyệt đối không rơi nước mắt trước kẻ địch. Nhưng những giọt nước mắt từ đầu đến cuối đều dành cho gia đình, bởi vì nó đến từ sâu tâm can của anh ta. Chút dịu dàng cuối cùng. Xem đến đây, các bạn cảm thấy bộ phim này như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhóm tôi đây, chiến từ Nam ra Bắc, và nơi tôi chốt số, chia sẻ, giao lưu cầu kèo với anh em, kể cả kinh nghiệm chơi giúp anh em thắng thằng đồng, chứ không phải nơi lừa đảo trục lợi bán số gì. Tất cả anh em thua tha xa bò, chưa biết cách chơi để vào bò, nhắn tin cho tôi
tôi thêm vào nhóm giúp anh em thắng thằng Đồng.